Big Foot, nghĩa tiếng Việt là chân to, mà một số người tin rằng đang lang thang ở Bắc Mỹ. Big Foot có thật không? Bạn sẽ biết câu trả lời. Big Foot, nghĩa tiếng Việt là chân to, còn được gọi là Sasquatch, là một loài cryptid giống vượn khổng lồ hoặc loài được đồn đại là tồn tại mà một số người tin rằng đang lang thang ở Bắc Mỹ. Có rất ít bằng chứng vật lý cho thấy bất kỳ sinh vật nào như vậy tồn tại, nhưng những người ủng hộ Bigfoot tin rằng họ có và khoa học sẽ chứng minh điều đó. Hầu hết các lần nhìn thấy Bigfoot xảy ra ở Tây Bắc và những sinh vật này có thể liên quan đến thần thoại bản địa và truyền thuyết về những người đàn ông hoang dã. Từ Sasquatch có nguồn gốc từ Sasquatch, một từ trong ngôn ngữ Han Emilem được sử dụng bởi một số dân tộc Salish First Nation ở Tây Nam British Columbia, theo Bách Khoa Toàn Thư Oregon. Ngay từ năm 1884, tờ báo Colonist của Anh ở Victoria, BC đã đăng bài tường thuật về một sinh vật, loại khỉ đột, bị bắt trong khu vực. Tiếp theo là các tài khoản khác, phần lớn bị coi là trò lừa bịp. Theo từ điển Bách Khoa Canada, tác giả cuốn sách Sasquatch, John Green, đã biên soạn một danh sách 1.340 lần nhìn thấy trong suốt thế kỷ 19 và 20. Nhưng huyền thoại Bigfoot hay Sasquatch hiện đại đã có được sức sống mới vào cuối những năm 1950. Năm 1958, Humboldt Times, một tờ báo địa phương ở Bắc California, đã đăng một câu chuyện về việc phát hiện ra những dấu chân khổng lồ, bí ẩn gần Blue Creek, California, và gọi sinh vật tạo ra chúng là Bigfoot, theo tạp chí Smithsonian. Mối quan tâm đến Bigfoot tăng nhanh chóng trong nửa sau của thế kỷ 20, sau khi một bài báo trên tạp chí True, xuất bản vào tháng 12 năm 1959, mô tả khám phá năm 1958, năm 2002, các con của Ray Wallace tiết lộ rằng dấu chân gần Blue Creek là trò đùa của cha chúng, theo tạp chí Smithsonian. Tuy nhiên, vào thời điểm đó, Bigfoot đã vững chắc trong nền văn hóa đại chúng trên khắp lục địa. Kể từ khi bài báo đó được xuất bản, vô số tuyên bố khác đã được đưa ra về các bản âm thanh, phôi, ảnh, video và bằng chứng khác của Sasquatch. Nhìn thấy Bigfoot, cho đến nay, bằng chứng phổ biến nhất được đưa ra cho sự tồn tại của Bigfoot là các báo cáo về nhân chứng. Đã có hơn 10.000 tài khoản chứng kiến sinh vật này ở lục địa Hoa Kỳ trong 50 năm qua, Life Science đưa tin vào năm 2019. Trong những tài khoản này, Bigfoot thường được mô tả là cao khoảng 8 đến 10 feet, 2,4 đến 3 mét và phủ đầy lông. Thật không may, cho đến nay việc nhìn thấy Bigfoot cũng là loại bằng chứng yếu nhất. Các tài khoản của nhân chứng dựa trên ký ức và ký ức không đáng tin cậy, Life Science đưa tin trước đó. Ví dụ, nhân chứng tội phạm có thể bị ảnh hưởng bởi cảm xúc của họ và có thể bỏ lỡ những chi tiết quan trọng trong những gì họ đang nhìn thấy. Tương tự như vậy, mọi người cũng thường đánh giá quá cao khả năng ghi nhớ của họ. Khi nói đến các cryptid như Bigfoot, bộ não con người có khả năng tạo ra lời giải thích cho các sự kiện mà nó không thể giải thích ngay lập tức và nhiều người chỉ đơn giản muốn tin rằng chúng tồn tại, Life Science đưa tin trước đó. Một số người tuyên bố đã nghe thấy các âm thanh của Bigfoot, bao gồm tiếng hú, gầm gừ và la hét. Theo Scientific American, những sinh vật này cũng có liên quan đến những tiếng ồn khác, chẳng hạn như tiếng gõ gỗ. Các bản ghi lại những tiếng động này đôi khi thu hút sự chú ý của giới truyền thông nhưng thường có thể là do các loài động vật đã biết, chẳng hạn như cáo hoặc sói đồng cỏ. Video Bigfoot nổi tiếng nhất là một đoạn phim ngắn được thực hiện vào năm 1967 bởi Roger Patterson và Bob Gimlin. Được quay ở Blue Creek, nó cho thấy một nhân vật lớn, tối, có kích thước bằng con người và hình dạng con người đang sải bước qua một khoảng đất trống. Được nhiều người coi là một trò lừa bịp, nó vẫn là bằng chứng tốt nhất cho sự tồn tại của Bigfoot cho đến ngày nay. Với sự gia tăng của máy ảnh chất lượng cao trong điện thoại thông minh, các bức ảnh chụp người, xe hơi, núi non, hoa lá, hoàng hôn, hươu nai và nhiều hơn nữa ngày càng sắc nét và rõ ràng hơn trong những năm qua. Bigfoot là một ngoại lệ đáng chú ý, lời giải thích hợp lý cho sự khác biệt này là các sinh vật không tồn tại và những bức ảnh chụp chúng chỉ là trò lừa bịp hoặc nhận dạng sai. Trong cuốn sách Dấu chân lớn, Johnson Books, 1992, nhà nghiên cứu kỳ cựu Grover Grant đã thảo luận về lông, phân, vết xước trên da và máu của Bigfoot.
Số phận thông thường của những vật phẩm này là chúng hoặc không nhận được nghiên cứu khoa học nào, hoặc nếu không thì tài liệu về nghiên cứu đó bị mất hoặc không thể tìm được. Rằng nói, khi một kết luận chắc chắn đã được đưa ra thông qua phân tích khoa học. Các mẫu thường có nguồn gốc thông thường. Ví dụ, vào năm 2014, một nhóm các nhà nghiên cứu do nhà di truyền học Brian Sykes từ Đại học Oxford ở Anh dẫn đầu đã tiến hành phân tích gen trên 36 mẫu tóc được cho là thuộc về Bigfoot hoặc IT, một sinh vật giống vượn người tương tự được cho là tồn tại ở Himalay. Hầu hết tất cả các sợi lông hóa ra là của các loài động vật đã biết như bò, gấu trúc, hươu và người. Tuy nhiên, hai trong số các mẫu đều trùng khớp với một con gấu Bắc Cực đã tuyệt chủng ở thời kỳ đồ đá cũ, Life Science đưa tin trước đó. Những mẫu này có thể đến từ một loài gấu chưa được biết đến hoặc một con lai giữa các loài gấu hiện đại, nhưng chúng là từ một loài gấu, không phải là một loài linh trưởng. Di truyền học cung cấp một lý do khác để nghi ngờ sự tồn tại của Bigfoot. Khoa học cho rằng không thể chỉ có một sinh vật độc nhất, khó nắm bắt. Nhiều cá thể sẽ phải tồn tại để cung cấp đủ đa dạng di truyền để duy trì một quần thể. Điều này làm tăng khả năng một người sẽ bị giết bởi một thợ săn hoặc bị một người lái xe ô tô đâm phải trên đường cao tốc, hoặc thậm chí là đã chết do tai nạn, bệnh tật hoặc tuổi già bởi một người đi bộ đường dài hoặc nông dân vào một thời điểm nào đó, nhưng chưa bao giờ có tìm thấy thi thể. Đôi khi người ta tuyên bố tìm thấy xương hoặc các bộ phận cơ thể lớn khác. Ví dụ, một người đàn ông ở Utah đã phát hiện ra thứ mà anh ta nghĩ là hộp sọ Bigfoot đã hóa thạch vào năm 2013. Một nhà cổ sinh vật học khẳng định rằng hộp sọ chỉ đơn giản là một tảng đá bị phong hóa kỳ lạ, Life Science trước đó đưa tin. Bigfoot chơi khăm. Những kẻ chơi khăm Bigfoot đã làm phức tạp thêm vấn đề về sự thật và hư cấu của Sasquatch. Hàng chục người đã thừa nhận việc làm giả các bản in, ảnh của Bigfoot và gần như mọi loại bằng chứng khác về Bigfoot. Một người đàn ông tên Rand Mullins tiết lộ vào năm 1982 rằng anh ta và bạn bè đã chạm khắc những bàn chân Bigfoot khổng lồ và sử dụng chúng để làm giả dấu chân trong nhiều thập kỷ. Năm 2008, hai người đàn ông đến từ Georgia tuyên bố có một mẫu vật Bigfoot đông lạnh hoàn chỉnh mà họ tìm thấy trong một chuyến đi bộ đường dài. Bigfoot của họ hóa ra là một con khỉ đột hóa trang, Reuters báo cáo trong năm 2008. Cho đến bằng chứng tốt đến cùng, bằng chứng cũ sẽ được truy ha và tái kiểm tra, và trừ khi Bigfoot được chứng minh để được tồn tại, việc tìm kiếm sẽ tiếp tục. Justin Humphrey, một nhà lập pháp Oklahoma, đã đề xuất tạo ra một mùa săn Bigfoot vào tháng 1 năm 2021, theo CNN. Humphrey cho rằng mùa săn có thể trùng với lễ hội Bigfoot hàng năm diễn ra ở Honobia, Oklahoma, và sẽ giúp thu hút nhiều khách du lịch hơn đến khu vực này. Các quan chức du lịch Oklahoma sau đó đã công bố khoản tiền thưởng 2,1 triệu đô la vào tháng 3 cho việc bắt được một con Bigfoot còn sống. Theo NPR, Bigfoot thực sự, bằng chứng khoa học về sự tồn tại của Bigfoot ngày nay có thể đang được chứng minh là khó nắm bắt, nhưng một con vượn hai chân khổng lồ đã từng đi bộ trên trái đất. Một loài có tên Gigantopithecus blackie cao khoảng 3 mét và nặng tới 270 kg, dựa trên bằng chứng hóa thạch. Tuy nhiên, Gigantopithecus sống ở Đông Nam Á chứ không phải Bắc Mỹ và đã tuyệt chủng hàng trăm nghìn năm trước. Loài vượn đã tuyệt chủng cũng có quan hệ họ hàng gần với đười ươi hiện đại hơn là với con người hoặc họ hàng gần nhất của chúng ta, Tintin và Bonobo, Life Science đưa tin trước đó. M68 cảm ơn bạn đã xem video này. Bấm đăng ký kênh để xem thêm nhiều video hấp dẫn của M68 nhé. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.